Xin chào cả nhà. Số hồi ở Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một đôi lồi áp suất Tefal dung tích 4 lít nhá các bác nhá. Eo ạ, dòng tay gập một chạm của nó màu đỏ này các bác này. Bên ngoài của nó là màu đỏ tươi nhá các bác nhá. Đấy, hình thức độ mới rất là đẹp luôn, hai con giống hệt nhá. Mã số 01 và mã số 02 dung tích 4 lít. Em bán đồng giá là 1,6 triệu bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng. Nồi bên em đã test kín hơi nhanh như. Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng con một để cho các bác theo dõi nhé. Em lên con đầu tiên này là mã số 02 này các bác này. Hình thức rất là đẹp luôn. Bên ngoài cái màu của nó là màu đỏ đậm cơ các bác ạ. Lên video thì trông cái màu bên trong này nó thấy nó lại cái màu nó khác. Đây gọi là dòng tay gập một chạm này các bác này. Tefal Calypso này. Van xả chia thành hai lớp này. Một là linh chậm, hai là linh nhanh nhé các bác nhé. Cái hình có cái hình đùi gà này là linh nhanh này. Về cái hình củ cà rốt này là linh chậm này. Về cái hình này này, xả hơi đi này. Và về cái hình này là nhấc van lên vệ sinh nhé các bác nhé. Nhấc van lên vệ sinh van. Đấy. Và khi các bác lắp vào thì các bác lưu ý này. Trên nắp van nó đều có cái gờ. Và trên nắp vung nó cũng đều có cái gờ. Các bác đặt nó vào, đúng cái gờ vào nhé. Đấy. Và quay này, các bác muốn linh nhanh thì các bác cứ để cái hình đùi gà này cho em. Đối diện với cái chấm trắng là linh nhanh. Các bác nhìn toàn bộ cái phần mặt lắp e-lock đẹp sáng bóng các bác nhé. Tem mác còn nguyên đầy đủ này. Ok chưa? Đấy. Và các bác lưu ý khi đun áp căng cái phao để nó đẩy lên, hơi thừa nó sẽ được đẩy qua đây, áp phao đỏ nó đẩy lên sẽ bằng mặt này, hơi thừa nó sẽ được đẩy qua đây. Và khi cái phao đỏ nó đẩy lên thì các bác không thể mở được cái vùng này ra nếu như hơi bên trong nó không hết nhá. Hơi bên trong hết thì các bác mới mở được cái vùng này ra, các bác mới gạt được cái vùng này lên này. Còn khi hơi bên trong nó còn rất là nhiều thì các bác không thể gạt được. Đấy. Gioăng cao su zin xịn 100% mặt e-lock đẹp nhá các bác nhá. Gioăng đẹp xuất sắc luôn, mặt e-lock này như mới này. Đây lồi bên trong các bác nhá. Đấy, lồi bên trong rất là đẹp luôn, e-lock đẹp sáng bóng. Đây các bác nhìn này, thân nồi e-lock này, đẹp không? Cực kỳ là đẹp luôn nhá các bác nhá. Make in France dung tích 4 lít này. Cái dòng 4 lít này thì chỉ sử dụng cho gia đình tầm 4 người là ok này các bác này. Đấy, chân tay đẹp, lồi e-lock đẹp sáng bóng. Cái dòng này các bác dùng yên tâm là cực kỳ là bền luôn nhá các bác nhá. Trong trường hợp là các bác không để mất van, không để mất gioăng thì cực kỳ là bền luôn. Đấy. Gioăng không để chuột gặm dán nhấm. Đấy. Van thì không để rơi vỡ là các thứ là ok luôn. Bền vĩnh viễn luôn nha các bác nhá. 1,6 triệu bao ship này. Con này mã số 02 nồi inox đẹp sáng bóng luôn. Soi được gương này các bác nhìn chưa? Quá đẹp luôn, gần như mới. Tiếp theo em lên cho các bác con này mã số 01 nha các bác nhá. Hình thức y xì giống hệt nhá. Và cách hướng dẫn sử dụng như vừa nãy em đã hướng dẫn sử dụng rồi. Toàn bộ phần nắp nhựa bên trên các thứ inox đẹp sáng bóng nha các bác nhá. Tem mác còn nguyên đầy đủ này. Đây, gioăng cao su zin xịn 100% nhá, mặt e-lock đẹp này. Đây lồi bên trong đây các bác nhá, lồi đẹp luôn, e-lock đẹp sáng bóng. Thân xung quanh này các bác nhìn chưa? Đáy này. Đấy, tay chân đẹp nhá các bác nhá. Đấy. Giá 1,6 triệu này, con này mã số 01 này. Đồng giá hai con là 1,6 triệu em bao ship cho các bác. Bảo hành cho các bác 3 tháng nồi bên em đã test kín hơi nhanh nhừ. Cái dòng tay gập đỏ này rất là chi là đẹp luôn. Cái màu tay này thì nó lại là cái màu lòng tôm các bạn. Kết hợp hai cái màu vào với nhau rất là sang. Đặt trên gian bếp rất cực kỳ là sang luôn các bác nhá. Đấy, em còn một đôi màu đỏ này, bác nào cần thì alo em. Số điện thoại 0934230664. Hàng bên em đã bao gồm phí ship và bảo hành cho các bác 3 tháng. Bác nào lấy thì cọc trước cho 100.000, còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán nhá các bác nhá. Rồi, em xin chào các bác ở các video sau ạ.